Thưa quý vị và các bạn, tháng 12 là tháng nước rút đối với các hoạt động tăng thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt, trước những tác động của dịch bệnh làm giảm thu ở nhiều lĩnh vực, thì thời điểm này, các ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực. Vừa qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã tổ chức chương trình tọa đàm tăng thu ngân sách tháng nước rút với tiếng nói của các ngành chức năng về lĩnh vực này. Sau đây là một phần nội dung quan trọng của buổi tọa đàm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên giao tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 14.865 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh 11 tháng đạt hơn 14.137 tỷ đồng. Thưa ông Chu Tường Anh, kết quả tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh do ngành thuế Hưng Yên thực hiện thì đã tăng cao và đã vượt so với dự toán. Tuy nhiên, nếu trừ đi số thu tiền sử dụng đất thì chưa đạt như kỳ vọng so với dự toán mà Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Vậy thì phải chăng đó là do tác động của đại dịch COVID-19 ạ? COVID thì đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và làm giảm thu từ đại dịch COVID đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn là khoảng 500 tỷ. Bên cạnh đó thì Quốc hội, Chính phủ đã ban hành một loạt chính sách để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế cho đại dịch COVID. Tổng thu trên địa bàn giảm thu là trên 900 tỷ đồng. Thưa ông Đỗ Minh Khoa, số thu 11 tháng do Chi cục Hải quan Hưng Yên thực hiện đó là đạt khoảng 3.100 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái thì cũng là đạt cao ạ. Nhưng mà so với chỉ tiêu pháp lệnh thì mới đạt khoảng hơn 72%. Vậy thì xin ông có thể phân tích rõ hơn những cái nguyên nhân nào mà tác động đến kết quả? Trong vấn đề trên địa bàn của tỉnh thì có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất, gia công phải ngừng hoạt động hoặc là ngừng một phần, là các đơn hàng bị hủy bỏ. Thế ra là cái ảnh hưởng trực tiếp đến cái số thu của chi cục. Kim ngạch nhập khẩu của tỉnh qua địa bàn tỉnh thì đạt là 3,4 tỷ đô la mà năm 2019 là 3,9 tỷ đô la. Như vậy là hụt mất 500 triệu đô và tương ứng với lại hụt thu khoảng độ 300 tỷ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Khoa. Thưa ông Chu Tường Anh, là với ngành thuế thì tháng cuối năm được coi là thời điểm mà toàn ngành dồn tổng lực để triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành dự toán thu cả năm. Vậy thì thời điểm này ngành thuế đang triển khai những nhiệm vụ cơ bản gì ạ? Chúng tôi còn 1.100 tỷ nữa. Đó là số thu trừ đất để hoàn thành nhiệm vụ. Và mỗi ngày bình quân là chúng tôi phải thu được 35 tỷ. Thì ngành thuế phải triển khai một loạt các giải pháp. Một là bám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tham mưu đầy đủ với cấp ủy chính quyền, tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Vấn đề thứ hai, chúng tôi phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, lắng nghe, xử lý mọi vướng mắc của người nộp thuế về thuế, truyền tải đến người nộp thuế đầy đủ mọi cái chính sách của chính phủ, của quốc hội, thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro về thuế để tăng thu ngân sách, bù đắp thiếu hụt do đại dịch COVID. Và trong ngành thuế thì trong cái điều kiện COVID thì ngành thuế cũng là tổ chức thanh tra, kiểm tra theo phương thức điện tử, quyết liệt trong công tác thu nợ bằng tất cả quy trình thu nợ. Trong đại dịch COVID thì vừa rồi chúng tôi có gia hạn cho 503 tỷ cho hơn 1.000 lượt doanh nghiệp, đối tượng, người nộp thuế. Và bây giờ đến thời điểm mà chúng tôi phải thu hồi. Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Chu Tường Anh ạ. Để tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời là tạo ra sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giữa các nhóm đối tượng nộp thuế, thì ngành thuế và Chi cục Hải quan Hưng Yên đã và đang có những hành động và việc làm cụ thể gì để đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân ạ? Xin mời ông Đỗ Minh Khoa. Vấn đề này thì chúng tôi thực hiện theo cái ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hải Phòng là tiếp tục là đẩy mạnh phát triển đối tác hải quan doanh nghiệp đi vào thực chất, đẩy mạnh công tác đào tạo, tuyên truyền cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế và hải quan, và thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe, ghi nhận khó khăn của doanh nghiệp để làm sao mà tháo gỡ, hỗ trợ, giải quyết ngay theo thẩm quyền. Và một ý nữa là chi cục đã xây dựng cam kết với cộng đồng doanh nghiệp và nên biết công khai tại nơi nào thủ tục. Đó là ba cam kết về thời gian giải quyết thủ tục hành chính làm sao mà nhanh chóng giảm thời gian cho doanh nghiệp. Cam kết thứ hai là về chất lượng phục vụ, đảm bảo chất lượng tốt, phục vụ tốt. Và cam kết thứ ba là cam kết về thái độ, tác phong làm việc của cán bộ công chức. Thái độ đó là nụ cười hải quan, dụ thế, rồi thái độ làm sao mà làm việc tận tình, nhanh chóng. Và bố trí cán bộ công chức làm việc là 24/7 các ngày chủ nhật. Chi cục sẵn sàng bố trí cán bộ công chức trong dây chuyền để phục vụ cho doanh nghiệp.
Xin được hỏi về quyết tâm chính trị của ngành thuế và ngành hải quan trong tháng 12 này như thế nào để thực sự tháng 12 là tháng nước rút để tỉnh Hưng Yên hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020 và tiếp tục là năm thứ tư chúng ta tự cân đối thu chi ngân sách và có một phần được về trung ương. Trong 4 năm vừa qua, Hưng Yên tự chủ về tài chính là 4 năm cực kỳ khó khăn. Và 2020, trong điều kiện đại dịch COVID và các chính sách của Quốc hội, của Chính phủ, mà những chính sách đó đều làm giảm thu, nên cái nhiệm vụ đặt ra đối với ngành thuế là cực kỳ nặng nề. Và với quyết tâm chính trị cao nhất, chúng tôi mong muốn và kỳ vọng đến ngày 31 tháng 12, chúng tôi được vinh dự báo cáo tới tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban tỉnh là ngành thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2020. Dạ vâng, xin được cảm ơn những trao đổi vừa rồi của hai vị khách mời.